đại dương bao la vươn mình qua đại ngàn. Về đây những con suối kết thành sông mênh mang, cùng hòa lẫn lắc sóng vẫy vùng đất trời thanh bán hàng và marketing đa dạng. Anh dũng phi thường của để cho ai nhớ thương ai nhiều vì đã xa cách nhau lâu rồi. Kính thưa đại hội, tôi xin phép thay mặt hội đồng quản trị FPT báo cáo về cái báo cáo hội đồng quản trị trong năm 2014-2013. Thị trường internet bao nhiêu rộng thì cũng tăng trưởng thấp dựa theo đánh giá của số các thuê bao phát triển. Theo đó thì tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 25%, tức là 4 cổ phần hiện hữu thì sẽ được chia lên 1 cổ phần mới. Số 1 về công nghệ thông tin và viễn thông tại Việt Nam. Chúng ta đứng số 2 về internet bằng rộng. FPT tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững. Đã đến cái thời điểm mà Việt Nam trở nên nhỏ bé so với sự tăng trưởng nhanh của FPT. Một cái tập đoàn 1 tỷ mà muốn tăng nhanh không thể giới hạn được ở trong biên giới của đất nước. Sẽ là có 2 tỷ các thiết bị được kết nối, người ta gọi là Internet Things. Và là những gì các ông đang làm, đang đầu tư hoàn toàn phù hợp với những gì mà hãng hàng không chúng tôi đang định hướng. Thì cách đây 8 năm là FPT đã có cơ hội để triển khai một dự án Ngân hàng Thế giới tài trợ lớn nhất tại Việt Nam, thời điểm đó khoảng 50 triệu đô. Thì theo tôi là cái cơ hội đối với FPT đi toàn cầu hóa là vô cùng rộng lớn. Các thương mại cầu hiền có nghĩa là tìm những người đội ngũ nhân viên có thể đưa chúng ta đến thời buổi xuyên toàn cầu, và để đạt được những điều này chúng ta sẽ có những tiến tượng của họ. Trước khi đưa ra đề xuất này đó, thì thực sự chúng tôi cũng rất là cân nhắc và suy nghĩ. Anh Chris hoàn toàn chính xác khi nói rằng muốn tuyển chọn được các nhân sự cao cấp từ nước ngoài để tham gia vào trong cái sự nghiệp toàn cầu hóa của FPT thì chúng ta cần những cái phương thức như là cổ gắn cổ phiếu. Trong đại hội cũng nghe rất nhiều cái đóng góp quan trọng của quý vị cũng như là những lời cổ vũ của các quý vị đại biểu. Chúng tôi xin hứa là sẽ cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ của các vị đã giao trong đại hội này. Nghiêm tay phải, tay ngực, tay trái.